Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu cảnh tỉnh CEO Phương Hằng không phải muốn nói gì thì nói. Xin chào các bạn đang theo dõi sách nói minh chiết. Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu quan điểm. Tôi có cảm giác như bà Nguyễn Phương Hằng thích gây sự chú ý của mọi người, muốn nổi tiếng, muốn là ngôi sao. Bà Nguyễn Phương Hằng làm được nhiều việc tốt nhưng cũng luôn đi kèm với ồn ào. Nhiều người cũng làm việc tốt nhưng người ta âm thầm lặng lẽ, và tôi thích tiếp người thứ hai hơn. Cần phải có sự cảnh tỉnh để bà Nguyễn Phương Hằng biết mình là ai và cũng phải có điểm dừng. Không thể vì làm được việc tốt mà có quyền động chạm đến bất cứ ai, làm bất cứ việc gì. Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo cảnh tỉnh bà Nguyễn Phương Hằng. Vào ngày 20 tháng 10 vừa qua, CEO Nguyễn Phương Hằng đã có buổi nói chuyện tại khu du lịch Đại Nam với chủ đề thông cảm hay vô cảm. Trước đó, CEO Nguyễn Phương Hằng khẳng định chắc nịch rằng trong talk sâu này, bà sẽ quất sư Minh Tuệ không trượt phát nào. Chính điều này khiến cho rất nhiều người hồi hộp chờ đợi để xem CEO Nguyễn Phương Hằng nói gì về sư Minh Tuệ nói riêng và một số người mà bà đề cập trước đó nói chung. Tuy nhiên, trong talk sâu này, bà Nguyễn Phương Hằng lại không quất sư Minh Tuệ như đã nói trước đó, mà đánh lái sang một câu chuyện nhạy cảm khác. Hiện nay, có rất nhiều cá nhân thậm chí các trang báo lớn đã đưa tin về những phát ngôn trong thóc sâu thông cảm hay vô cảm của CEO Đại Nam. Trao đổi với dân Việt về câu chuyện này, nghệ sĩ nhân dân Vương Duy Biên, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng Không phủ nhận thời gian qua, CEO Nguyễn Phương Hằng cùng chồng và công ty làm được nhiều việc tốt, giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bà Nguyễn Phương Hằng muốn muốn nói gì thì nói, đụng chạm đến ai thì đụng chạm. Ông Vương Duy Biên bày tỏ rằng, Tôi có cảm giác như bà Nguyễn Phương Hằng thích gây sự chú ý của mọi người, muốn nổi tiếng, muốn là ngôi sao. Sự nổi bật của bà Hằng không chỉ đến từ những hành động thiện nguyện, mà còn đi kèm với những ồn ào, thị phi. Ông cho rằng nhiều người làm việc tốt nhưng chọn cách âm thầm lặng lẽ, và ông tỏ ra ưu ái cho những người như vậy hơn. Ông nhấn mạnh rằng trong bất kỳ trường hợp nào, việc phát ngôn và hành động của một người cần phải có giới hạn, cần phải có sự cảnh tỉnh để bà Nguyễn Phương Hằng biết mình là ai và cũng phải có điểm dừng. Theo ông, thì không thể biện minh cho việc làm tốt bằng cách tự do đụng chạm đến quyền lợi, danh dự của người khác. Ông nhấn mạnh rằng nếu phát hiện ai đó sai phạm thì báo cáo lên cơ quan chức năng, nếu có bằng chứng để họ xử lý theo quy định của pháp luật. Việc tự tạo ra một diễn đàn để thỏa mãn sự hiếu kỳ chỉ làm tăng thêm những điều không cần thiết mà có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Vấn đề phát ngôn và hành động của bà Hằng đã phản ánh một hiện tượng xã hội trong một thời đại mà mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, có thể nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý, có thể dẫn đến những hệ lụy không lường trước. Ông Vương Duy Biên chỉ ra rằng việc bùng nổ thông tin và những phát ngôn thiếu kiểm soát có thể dẫn đến những hậu quả tiêu cực cho cả cộng đồng. Nhiều người trong xã hội cũng bày tỏ sự đồng tình với quan điểm của nghệ sĩ nhân dân Vương Duy Biên, cho rằng bà Hằng nên biết tôn trọng danh dự, nhân phẩm và tín ngưỡng của người khác. Họ cho rằng mặc dù những hoạt động thiện nguyện của bà Hằng đáng được ghi nhận, nhưng việc sử dụng những hoạt động đó để gây sự chú ý hay công kích người khác là không thể chấp nhận. Mọi cá nhân đều có quyền được tôn trọng và không nên chỉ trích một cách vô căn cứ. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà tiếng nói của mỗi người đều có thể vang xa chỉ với một cú nhấp chuột. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra nhiều thách thức cho tất cả những người phát ngôn lẫn người tiếp nhận thông tin. Chính vì vậy, Việc giữ vững sự tỉnh táo và đạo đức trong giao tiếp là rất cần thiết, điều này giúp bảo vệ cá nhân và duy trì một môi trường xã hội lành mạnh. Trong khi một số người ủng hộ mạnh mẽ và trực diện của bà, coi đó là biểu hiện của việc nói thật nói thẳng và không né tránh sự thật, thì cũng có nhiều ý kiến lo ngại về ảnh hưởng tiêu cực của những lời nói này đối với cộng đồng. Họ cho rằng việc phát ngôn không kiểm soát và thiếu cân nhắc có thể dẫn đến sự chia rẽ và xung đột trong xã hội, điều mà chúng ta không mong muốn cho một cộng đồng văn minh và phát triển. Những người ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng cho rằng những phát ngôn thẳng thắn và bạo dạn của bà giúp phơi bày những sự thật mà nhiều người còn e ngại hoặc không dám nói ra. Điều này đặc biệt rõ ràng khi bà lên tiếng về các vấn đề nhạy cảm trong xã hội, từ chuyện cá nhân đến các vấn đề lớn hơn liên quan đến xã hội và pháp luật. Theo họ, sự thẳng thắn của bà là cần thiết để tạo ra sự thay đổi và thúc đẩy sự công bằng. Họ đánh giá cao tính cách mạnh mẽ của bà và coi đó như một sự dũng cảm trong việc đối đầu với những bất công và giả tạo trong xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi không ít, người lại bày tỏ quan ngại. Cách thức mà bà Nguyễn Phương Hằng sử dụng bị họ cho rằng, sự thẳng thắn không nhất thiết phải đi kèm với những lời lẽ gay gắt, xúc phạm và thậm chí có thể gây tổn thương đến người khác. Một trong những lý do khiến nhiều người lo ngại là bởi những phát ngôn không phù hợp của bà có thể gây ra những tác động tiêu cực đến tinh thần và danh dự của cá nhân bị chỉ trích trong xã hội. Việc duy trì sự tôn trọng đối với quyền riêng tư và nhân phẩm của người khác là rất quan trọng. Và việc công kích cá nhân công khai không chỉ gây tổn thương cho người bị nhắm đến mà còn có thể tạo ra tiền lệ xấu cho cộng đồng. Hơn nữa, những lời nói của một người nổi tiếng có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến công chúng. Bà Nguyễn Phương Hằng là một người có ảnh hưởng lớn trên các trang mạng xã hội. Và những phát ngôn của bà không dừng lại ở việc gây ảnh hưởng đến những cá nhân cụ thể mà còn lan rộng ra cộng đồng người hâm mộ và những người theo dõi bà. Nếu những lời nói của bà chứa đựng sự gây gắt hoặc xúc phạm, Điều đó có thể khuyến khích một số người khác cũng hành động theo, tạo ra một làn sóng thù địch trong cộng đồng. Việc này có thể dẫn đến sự phân hóa trong xã hội, chia rẽ các nhóm người và tạo ra những cuộc tranh cãi không đáng có. Một số chuyên gia trong lĩnh vực xã hội học cũng đưa ra cảnh báo về việc phát ngôn thiếu kiểm soát có thể gây ra hệ lụy nghiêm trọng. Theo họ, trong một xã hội hiện đại, điều quan trọng không phải là ai nói to hơn hay nói thẳng thắn hơn, mà là cách chúng ta giao tiếp với nhau một cách tôn trọng và có trách nhiệm. Việc chỉ trích phê phán người khác một cách công khai mà không qua bất kỳ sự kiểm soát nào có thể khiến cho lòng tin và sự gắn kết trong cộng đồng bị suy giảm. Kết thúc cuộc trao đổi, nghệ sĩ nhân dân Vương Duy Biên đã nhấn mạnh rằng, mặc dù bà Nguyễn Phương Hằng đã làm được nhiều việc tốt, nhưng sự nổi bật này không thể bào chữa cho những hành động có thể gây tổn thương đến người khác. Ông kêu gọi bà nên xem xét lại những phát ngôn của mình để không chỉ giữ vững hình ảnh cá nhân mà còn bảo vệ các giá trị văn hóa, xã hội mà chúng ta đang cố gắng gây dựng. Bà Hằng khẳng định một câu chắc nịch trước ý kiến tẩy chay Đại Nam. Bây giờ có nhiều người hiểu ứng là tẩy Đại Nam rồi quay xe với Đại Nam. Cái đó không quan trọng đâu. Quý vị nghe anh Dũng nói không? Cái nơi này là một cái nơi để lại cho nhân dân và trường tồn mãi mãi. Có nghĩa là chúng tôi sở hữu, nhưng không sở hữu. Nó thuộc về nhân dân và tất cả những gì tài sản của chúng tôi có được dù không có Đại Nam này. Khu du lịch này vẫn đảm bảo được 6 năm vẫn có tiền lo cho các cháu tim đập không ạ. À? Quý vị đến đây để là quý vị. Không đến đây để là tôi bán tài sản. Chúng tôi có được hình thành được như anh Dũng từng chia sẻ, 45 năm qua anh đã lao động rất là cực khổ để có ngày hôm nay. Riêng cái Đại Nam này chúng tôi có cũng như không, bởi vì anh đã tuyên bố rằng là bất khả xâm phạm. Nhưng phát ngôn thẳng thắn của bà vẫn gây ra những phản ứng trái chiều trong dư luận, bao gồm cả những lời kêu gọi tẩy chay khu du lịch Đại Nam, tài sản nổi bật của vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng và bà Hằng. Những người chỉ trích cho rằng những phát ngôn của bà nhiều khi mang tính gây hấn đã làm mất lòng tin và cảm tình của một phần công chúng, dẫn đến làn sóng kêu gọi không ủng hộ Đại Nam nữa. Điều này tạo ra một làn sóng tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội, từ việc đánh giá tính đúng sai của phát ngôn cho đến tác động thực sự của nó đối với sự phát triển của khu du lịch này. Trước những ý kiến tiêu cực trong một buổi trò chuyện cùng khán giả, bà Nguyễn Phương Hằng đã không né tránh mà trực tiếp trả lời về những lời kêu gọi tẩy chay Đại Nam. Bà khẳng định rằng điều này không hề quan trọng và không ảnh hưởng đến mục tiêu lâu dài của khu du lịch. Bà chia sẻ, có nhiều người nói là tẩy chay Đại Nam rồi quay xe với Đại Nam, cái đó không quan trọng đâu quý vị. Nơi này là cái nơi để lại cho nhân dân và trường tồn mãi mãi. Chúng tôi sở hữu nhưng không sở hữu, nó thuộc về toàn dân. Theo lời bà Hằng, Đại Nam không đơn thuần là tài sản cá nhân của vợ chồng bà mà là một công trình phục vụ cho cộng đồng, cho người dân và có giá trị trường tồn vượt thời gian việc kêu gọi tẩy chay hay không đến đại nam theo bà sẽ không làm giảm giá trị của công trình này cũng như ảnh hưởng đến mục tiêu mà hai vợ chồng bà đã đặt ra từ khi xây dựng khu du lịch bà cũng nhấn mạnh rằng mọi tài sản mà gia đình bà đang có không phụ thuộc vào sự tồn tại của đại nam vẫn đủ để tiếp tục các hoạt động thiện nguyện và họ đã duy trì từ trước đến nay đặc biệt việc ủng hộ chương trình mổ tim miễn phí cho trẻ em là một trong những hoạt động thiện nguyện tiêu biểu của gia đình bà và dù có hay không có đại nam Bà khẳng định rằng họ vẫn sẽ tiếp tục thực hiện những sứ mệnh thiện nguyện này. Theo lời bà Hằng, việc khách hàng đến hay không đến Đại Nam không phải là vấn đề trọng tâm, mà điều quan trọng là những giá trị lớn lao mà họ đã và đang đóng góp cho cộng đồng thông qua các dự án xã hội. Điều này được minh chứng khi bà tiếp tục, tất cả tài sản của chúng tôi có được dù không có Đại Nam này thì vẫn đủ đảm bảo 6 năm lo cho các cháu mù tim. Ý này cho thấy với khối tài sản mà vợ chồng bà đã gây dựng Họ có khả năng tự tài trợ cho các hoạt động từ thiện mà không phụ thuộc hoàn toàn vào hoạt động kinh doanh của Đại Nam. Việc khách du lịch đến tham quan khu du lịch này, theo bà Hằng, chỉ là một cách để đóng góp cho mục tiêu cao cả hơn, tiếp tục làm từ thiện và hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Bên cạnh đó, bà Hằng cũng không quên nhắc lại công sức lao động vất vả của ông Huỳnh Uy Dũng trong suốt 45 năm qua để có được thành quả như hiện tại. Bà nhấn mạnh, trong 45 năm qua, anh Dũng đã lao động rất cực khổ, để có ngày hôm nay, riêng cái đại nam này, chúng tôi có cũng như không, bởi vì anh Dũng đã tuyên bố bất khả xâm phạm. Ý này khẳng định rằng, dù đại nam có bị kêu gọi tẩy chay, vợ chồng bà vẫn sẽ bảo vệ công trình này và không để bất kỳ áp lực xã hội nào làm thay đổi mục tiêu của họ. Đại nam, theo lời bà, là tài sản bất khả xâm phạm, có nghĩa là không ai có thể can thiệp hoặc thay đổi vị trí và giá trị của nó. Quan điểm này của bà Nguyễn Phương Hằng là lời đáp trả trước những lời kêu gọi tẩy chay và là một cách để bà khẳng định lại vai trò và tầm quan trọng của Đại Nam trong cộng đồng. Với nhiều người, Đại Nam không chỉ là một khu du lịch lớn mà còn là biểu tượng cho những nỗ lực và thành quả của một gia đình đã vượt qua nhiều khó khăn để tạo dựng cơ đồ. Việc khu du lịch này mang lại lợi ích cho cộng đồng là một trong những yếu tố khiến nó được coi trọng, và sự bất khả xâm phạm mà bà Hằng nhắc đến thể hiện niềm tin và sự bền vững của công trình này. Mặc dù có những ý kiến kêu gọi tẩy chay Đại Nam, bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng vẫn kiên định với mục tiêu dài hạn của họ, đặt trọng tâm vào việc phục vụ cộng đồng và tiếp tục các hoạt động thiện nguyện. Phát ngôn của bà Hằng cho thấy sự tự tin và giá trị tầm nhìn của Đại Nam, đồng thời thể hiện sự quyết tâm của bà Hằng và gia đình bà trong việc tiếp tục đóng góp cho xã hội, bất chấp những ý kiến trái chiều từ phía công chúng. Nhưng cũng đã đến lúc Nguyễn Phương Hằng phải nên dừng lại để lo cho gia đình. Gần 2 năm 6 tháng là bài học đau đớn trong cuộc đời bà, đừng lặp lại lịch sử một lần nào nữa.